Rất là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được cuộc sống giàu sang, đủ đầy, việc gì cũng thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, có thể làm nên sự nghiệp hiển hách, đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa, trúng số đổi đời như ý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập hành trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Cầu Phật Phật Độ, tuổi Quý Mão sinh năm 1963, biết được thiên cơ, hốt chọn lộc trời, chúng lớn liên tiếp, đổi đời cực giàu, đúng tháng năm âm lịch. Thứ nhất con kế thuận hòa, thứ nhì có một ngôi nhà ấm êm, thứ ba sức khỏe vững bền, thứ tư không nợ ngày đêm yên bình, đời có lúc nhục lúc vinh, miễn sao mình thấy lòng mình thảnh thơi, mỗi người chỉ một cuộc đời, bằng lòng với những gì trời cho ta, hạnh phúc là ở mỗi nhà, tích nhiều công đức là ta đã giàu. Vâng thưa quý vị, sống ở đời ai cũng hiểu sao giá trị của tiền tài là quan trọng. Nó chi phối hầu hết như tất cả mọi mặt của cuộc sống giữa người với người, cũng là anh chị em ruột đó thôi. Nhưng người thì nghèo rớt mồng tơi, kẻ thì giàu sang, của cải không biết cất đâu cho hết, là con cái do cha mẹ sinh ra nuôi nên người đó. Nhưng vì miếng đất, căn nhà mà nhiều người cũng sẵn sàng chửi mắng, đánh đập, thậm chí là đuổi cha mẹ mình ra đường, hòng chiếm đoạt lấy tài sản. Nói đến đây thì chợt nhận ra lời tiên tri chính xác, gây chấn động giới Minh Đường Tử Vi về cuộc đời của người tuổi Quý Mão sinh năm 1963, tháng năm âm lịch, với nhiều thông tin hết sức bất ngờ, nhưng có ảnh hưởng rất lớn tới số mệnh của người này. Nếu biết trước thì chắc chắn sẽ giàu sang, sung sướng, công danh thành toại, tiền về ngập két, cả đời an nhàn hưởng phúc trời ban. Nhưng nếu như lỡ duyên nhà trời, thì cuộc sống sẽ lắm gian truân, vất vả, về già cũng khó có được yên thân, mất mát tứ bề nhiều phía. Vậy, lời tiên tri chính xác đó là gì? Cuộc đời người tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong tháng năm âm lịch này cụ thể sẽ ra sao? Trong video ngày hôm nay, quý vị hãy cùng với Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay nhé! Nghe rõ mệnh trời, tuổi Quý Mão sinh năm 1963 hốt chọn lộc, trời trúng lớn liên tiếp, đổi đời cực giàu đúng tháng năm âm lịch. Quý vị thân mến, người sinh năm 1963 là tuổi con mèo, sinh năm Quý Mão thuộc mệnh kim là kim bạch kim, hay còn gọi là vàng trang sức. Quý Mão là người trầm tư, bản chất cực kỳ nhạy cảm, khiến họ dễ bị tổn thương và buồn phiền vì những chuyện cãi cọ. Năng lượng thủy củng cố bản năng nhạy cảm của tuổi Mão, con giáp này không thể chịu đựng những bất đồng ý kiến. Người tuổi Quý Mão thường có trí tuệ hơn người, làm việc rất rõ ràng và minh bạch, tuy nhiên lại hay đa tình, do dự, bướng bỉnh. Họ đưa ra những lời khuyên đúng đắn đối với người khác và sẽ tiếp nhận góp ý từ người khác trong công việc để tốt hơn. Tính cách của họ quyết định phần lớn sự thành công và sống an bình đến cuối đời, bởi họ luôn cẩn trọng trong mọi việc, biết suy nghĩ tiết kiệm và có giao tiếp rộng rãi, nên tài lộc của họ rất tốt. Người tuổi Mão có loại khí chất cao quý, rất khoan thai, làm việc cần tĩnh rất tĩnh, việc cần động cũng vô cùng linh hoạt. Họ thường mưu cầu sự ổn định, vững vàng dần dần đi lên. Bởi vậy mà người này thường đặt đến đỉnh cao sự nghiệp ở thu ô trung niên, từ đó về sau sẽ thuận buồm xuôi gió. Tuổi Quý Mão tâm tính thường cô độc, ít hòa hợp người thân, họ có vẻ mặt lạnh lùng, tác phong quả, quyết dứt điểm và rất cứng rắn, bản lĩnh, trong cuộc sống và công việc họ thường xử lý dứt điểm, luôn vượt qua mọi sóng gió, thử thách, tâm lý của họ ít hợp người thân, sống khá cô độc, thiên về lý trí nhiều hơn tình cảm, họ trung thành với cương vị làm việc, giữ đúng chức trách được giao bền vững. Trong tình bạn, rất trọng uy tín, trong cuộc sống và thương trường đã hứa là sẽ cố gắng làm việc, thực hiện bằng mọi giá, mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua. Họ là người cực kỳ thân ái, hòa đồng, mặc dù đôi khi có thể hướng nội và ẩn mình, họ nhận được nhiều sự hỗ trợ của gia đình bạn bè và đồng nghiệp,
Sự đồng cảm mạnh mẽ toát ra từ con giáp này khiến mọi người đổ đến họ để tìm lời khuyên hay sự an ủi. Tuổi này thường thích thả mình theo dòng chảy sự kiện, tránh mọi xung đột. Sự mềm dẻo giúp họ vươn lên đỉnh cao, dễ phải lòng nhưng họ chỉ muốn phụ thuộc vào người mình tin tưởng. Tuổi Quý Mão có khả năng nắm bắt suy nghĩ và tình cảm của người khác và truyền cho đối phương những ý tưởng của mình. Tuy nhiên, họ thường nặng lòng hoặc bận tâm quá vì rắc rối của người khác. Sự hào phóng của họ cả về thể lực lẫn cảm xúc có thể bị người khác lợi dụng. Quý Mão thích sự yên ấm, họ rất tinh tế và dễ tiếp thu ý kiến của người khác. Về vận mệnh, những người này thường phải sống xa quê quán mới tốt và cuộc sống nhìn chung có nhiều vất vả long đong ngược xuôi. Tuy nhiên, tuổi Quý Mão theo mệnh Kim Bạch Kim khá có duyên với tài lộc, thường hay có được vận may, tài lộc đầy nhà. Một số bản mệnh tuổi này cũng may mắn có được cha mẹ để dành cho của cải. Trung vận và hậu vận được hưởng cuộc sống giàu có, khá giả. Nhưng người này nên cực kỳ cẩn trọng bởi tiền bạc có nhiều trong tay. Nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể có chuyện bất trắc xảy ra, khiến phá tài, hao của, nên hạn chế tiếp xúc với lĩnh vực đầu tư. Tuyệt đối tránh xa cờ bạc, vay nặng lãi, nên thắt chặt chi tiêu, tránh những cuộc vui chơi sa đọa không cần thiết để về già hưởng phúc an nhàn, sung túc bên con cháu. Tuổi Quý Mão rất có duyên với các lĩnh vực như chính trị, quản lý tài chính ngân sách, kinh doanh, nhất là lĩnh vực bất động sản hay vàng bạc, đá quý, thường có thành tựu cao, tính công tâm, nghiêm túc, đưa một số người có duyên với luật pháp, thẩm phán. Mệnh số thời trẻ phải long đong, về sau phú quý sống lâu, vợ chồng cần dung hòa để khỏi phải chia ly, cuộc sống về hậu vận được sung sướng, nên cần làm nhiều việc thiện để được hưởng trọn số trời. Trong phong lưu khoáng đạt, thỏa sức thể hiện tài trí của mình, người tuổi Quý Mão được sự phù hộ độ trì của Phật bản mệnh Bồ Tát Văn Thù, biểu thị ý nghĩa của trí tuệ Phật Đà, đó là hình tượng nhân cách hóa của trí tuệ, giúp thân chủ an nhiên, tự tại trong cuộc sống, phát huy tối đa năng lực trong công việc để tiến tới thành công. Phật bản mệnh giúp cho người đeo thăng bằng tinh thần và tăng cường sức khỏe, mang lại sự bảo hộ và may mắn cho người đeo, giúp họ tránh được những tai họa và mang lại tài lộc, thành công trong cuộc sống. Thời điểm mấu chốt muốn học được cách suy nghĩ độc lập, có quyết đoán và có sự tỉnh táo, thì đừng quên thỉnh vật phẩm phong thủy cát tường này về. Tiếp đến sẽ là tổng quan tử vi tuổi Quý Mão trong tháng 5 âm lịch năm 2024. Tháng 5 âm lịch là tháng Canh Ngọ, bắt đầu từ ngày 6 tháng 6 năm 2024 dương lịch, kết thúc vào ngày 5 tháng 7 năm 2024 dương lịch, có thiên can là Canh Kim, địa chi Ngọ Hỏa, đặc trưng tháng là thiên khắc địa sinh, nhược hỏa tàng nguy, hành sự gian nan, thể trạng suy. Hướng tốt là hướng chính nam và chính bắc. Hướng xấu là hướng đông và trung cung. Ngày tốt, ngày 26 tháng 6, ngày 28 tháng 6, ngày 2 tháng 7 và ngày 4 tháng 7 dương lịch. Ngày xấu, 19 tháng 6, ngày 20 tháng 6, ngày 13 tháng 7 và ngày 14 tháng 7 dương lịch. Theo dõi vận trình tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch nhận thấy, đây là thời điểm hung vận lấn át cát vận đối với người tuổi Quý Mão. Cô bác phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, song đó đây vẫn tiềm ẩn các cơ hội. Nếu bản mệnh nắm bắt được thì hoàn toàn có cơ hội xoay chuyển tình thế, lội ngược dòng thành công. Dưới tác động của cục diện Mão Ngọ tương phá, con giáp này dễ vướng phải mâu thuẫn, tranh cãi trong công việc. Mọi người có ý kiến khác nhau mà không ai chịu nhường ai, nên mọi việc tiến triển rất khó khăn. Bên cạnh đó, bản mệnh còn phải luôn đề phòng kẻ xấu ném đá sau lưng, bày trò gây cản trở công việc của mình. Phương diện tài lộc cũng khá ảm đạm, điểm phá tài luôn rình rập, đe dọa túi tiền của bạn. Vì thế, việc đầu tư kinh doanh trong tháng này cần hết sức cẩn thận. Tốt nhất là bạn vẫn nên tập trung hoàn thành các dự án còn dang dở của mình. Những lời mời đầu tư mới thì cần thời gian để bình tĩnh cân nhắc. May mắn phương diện tình duyên lại là một điểm sáng rực rỡ trong vận trình của bạn. Nhiều cát tinh soi chiếu, đem tới cho bạn rất nhiều cơ hội gặp gỡ người ưng ý. Chỉ cần bạn mở lòng và nhiệt tình trò chuyện với người khác, thì rất dễ lọt vào mắt xanh của người khác giới. Xét phương diện sự nghiệp. Tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch của 12 con giáp thấy rằng, nhiều sóng gió ập đến trong phương diện sự nghiệp của người tuổi Quý Mão, đòi hỏi cô bác không được phép lơ là. Nếu thời điểm này cô bác ngừng cố gắng thì rất dễ phạm sai lầm, trở thành người tụt hậu hoặc gây phiền phức cho tập thể. Hãy cẩn thận trong mọi việc, hạn chế tham gia vào chuyện bao đồng, cũng như hạ kết tôi của mình xuống trong mỗi cuộc thảo luận. Bản mệnh nên chú ý lời ăn, tiếng nói để không gây phật lòng người tốt, cũng như đắc tội với kẻ tiểu nhân. Với một số người mới chập chững bước chân vào một lĩnh vực nào mới,
cũng có thể cảm thấy mất phương hướng trong tháng này. Cô bác cần bình tĩnh lại để cân nhắc xem điều mình thực sự mong muốn là gì. Không nhất thiết phải vội vã chạy theo bước chân của người này, người khác. Khó khăn càng chồng chất thì cô bác càng phải cổ vũ mình cố gắng vươn lên, chớ nên bỏ dở công việc giữa chừng. Chỉ khi cố gắng giải quyết các vấn đề, bản mệnh mới có nhiều kinh nghiệm và có bản lĩnh hơn trong công việc. Hơn nữa, cô bác hoàn toàn có thể hỏi kinh nghiệm của những người đi trước đáng tin cậy. Trên thực tế, tháng này cô bác tuổi Quý Mão còn được cát tinh thái âm trợ mệnh. Nếu chăm chỉ, quyết tâm trong công việc thì cô bác có thể gây ấn tượng với quý nhân hoặc cấp trên. Đối phương có thể đưa ra cho cô bác những chỉ dẫn hữu ích, thậm chí giúp một tay để cô bác thoát khỏi tình thế khó khăn trước mắt. Xét phương diện tài lộc. Phương diện tài lộc của người tuổi Quý Mão khó có dấu hiệu khởi sắc trong tháng năm âm lịch này. Bản mệnh không nên chi tiêu một cách lãng phí, không kiểm soát, không có kế hoạch tài chính cụ thể. Tốt nhất, hãy nhắc nhở mình cắt giảm chi tiêu và luôn để sẵn một khoản dự phòng cho những tình huống bất ngờ. Cục diện tương phá đem tới nguy cơ hao tài, tốn của luôn lơ lửng trên đầu. Dù làm trong lĩnh vực nào, thì cô bác cũng nên cố gắng hoàn thành cho tốt các nhiệm vụ còn dang dở. Chớ nên làm nhiều việc cùng một lúc, kẻo dễ dàng gây ra lỗi, phải tốn tiền để đền bù, khắc phục. Người làm ăn kinh doanh không nên vội vã đưa ra những quyết định đầu tư, bởi những mối đầu tư tưởng rằng triển vọng lại luôn tiềm ẩn cái bẫy mà kẻ tiểu nhân giăng sẵn. Nếu có ý định hợp tác với ai, bạn cũng cần kiểm chứng thông tin rõ ràng, đồng thời tìm hiểu kỹ các thông tin về đối tác. Dưới tác động của nguyệt lệnh mộc dục, tháng này bản mệnh còn chú ý hơn đến ngoại hình, nên sẽ tốn kha khá tiền để chăm sóc cho sắc đẹp. Ai cũng có nhu cầu làm đẹp, song cô bác chớ nên vì thế mà thành người phô trương, phung phí không cần thiết khi túi tiền không hề rủng rỉnh. Xét phương diện tình duyên. Căn cứ tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, phương diện tình cảm của người tuổi Quý Mão có những dấu hiệu khá đáng mừng, đặc biệt là với người độc thân, có thể bản mệnh sẽ tìm thấy người tâm đầu ý hợp trong tháng này. Nguyệt lệnh mộc dục khiến bản mệnh trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn trong mắt người khác giới. Lại thêm việc con giáp này cố tình chăm chút kỹ hơn cho bản thân, nên việc lọt vào mắt xanh của một ai đó cũng không có gì là khó hiểu. Tuy nhiên, khi nhận được quá nhiều lời ngỏ ý làm quen, con giáp này phải thận trọng để nhận ra ai là người thực sự chân thành với mình. Bản mệnh chớ nên để ý quá nhiều đến ngoại hình mà bỏ qua những yếu tố quan trọng khác. Với người đã lập gia đình, nhân duyên khác giới tốt, đôi khi cũng đem tới cho bản mệnh một vài rắc rối. Có điều chỉ cần con giáp này luôn biết giữ mình, chủ động giữ khoảng cách với người khác giới thì không có gì đáng lo ngại. Thậm chí, bản mệnh còn có thể biến những mối quan hệ đó thành trợ lực cho mình trên con đường sự nghiệp, kinh doanh. Xét phương diện sức khỏe. Người tuổi Quý Mão duy trì được tình trạng sức khỏe tốt trong tháng này. Nhờ vậy, bản mệnh có thể sẵn sàng đối diện với những khó khăn, thử thách mà cuộc sống mang lại. Con giáp này nhớ duy trì chế độ ăn uống và sinh hoạt khoa học, tránh dùng quá nhiều thời gian để đắm chìm cho sở thích cá nhân hoặc cho công việc. Ngoài ra, nếu thấy cơ thể có dấu hiệu bất ổn thì cần theo dõi và chữa trị kịp thời. Như vậy thì bệnh mới nhanh khỏi và cô bác cũng sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí chữa trị. Vâng, kính thưa quý vị, khi chọn người đồng hành trong sự nghiệp, ngoài tài năng, tính cách thì tuổi của họ cũng là yếu tố quan trọng không kém, bởi giống như chọn tuổi kết hôn, chọn tuổi để làm ăn cũng có ảnh hưởng nhất định đến sự thuận lợi, hanh thông, tránh được xui rủi, khó khăn. Vậy tuổi Quý Mão hợp làm ăn với tuổi nào nhất? Theo giới tử vi nhận định, tuổi Quý Mão nên lựa những tuổi này làm ăn thì sẽ có kết quả tốt đẹp về tiền bạc. Đó là những tuổi Quý Mão, Ất Tỵ, Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Tân Sửu, Tân Hợi. Đây là những tuổi hợp nhất với tuổi Quý Mão. Quý nhân phù trợ tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong năm 2024. Người tuổi Quý Mão được dự đoán vẫn có một năm tiềm ẩn không ít nguy cơ, cho dù đã thoát khỏi hạn năm tuổi trước đó. Dưới đây là một số người có thể trở thành quý nhân của Mão. Đối tác tuổi Hợi. Vị quý nhân này có thể sẽ giúp đỡ rất nhiều cho tuổi Quý Mão trong năm 2024. Chính là những đối tác hợp tác làm ăn tuổi Hợi. Người tuổi Hợi là những người năng động và sáng tạo, có thể truyền cảm hứng và ý tưởng mới cho người tuổi Quý Mão. Họ cũng có thể hỗ trợ tài chính khi Quý Mão cần. Quả thật là cả hai con giáp này rất thích hợp để làm đối tác chiến lược của nhau. Bởi một phần nguyên nhân cũng là Mão và Hợi đều thuộc tam hợp Hợi Mão Mùi, nên có thể hợp tác rất ăn ý. Đồng nghiệp tuổi Tý. Tuổi Quý Mão suy nghĩ tích cực, trí tuệ mở mang, cộng thêm một chút tham vọng. Vì thế mà sự nghiệp hứa hẹn có nhiều thành công rực rỡ.
Tất nhiên trước khi có được thành quả đáng mơ ước, Đường Số cũng phải vất vả, tất bật hơn mọi người. Quý nhân tiếp theo trong năm nay của bạn chính là người làm cùng tuổi Tý. Đó có thể là đồng nghiệp tiến cử bạn với cấp trên, hoặc bầu chọn để bạn giữ được những chức vụ quan trọng, thể hiện được khả năng và tầm quan trọng của bản thân. Vốn dĩ người tuổi Tý và người tuổi Mão có nhiều điểm tương đồng, nên có thể trở thành quý nhân của tuổi Mão. Họ có thể đưa ra những lời khuyên và hỗ trợ cho Mão, đồng thời hỗ trợ khi họ gặp thử thách. Nhờ vào vận khí của tuổi Tý, sẽ giúp con giáp này hóa giải hoặc giảm bớt đi phần nào những hung sát khí trong năm 2024 này. Hơn nữa, một bên thì quyết liệt, nhanh nhẹn, dám nghĩ dám làm, một bên lại rất thận trọng, bình tĩnh, có thể bổ trợ cho nhau và hợp tác hết sức ăn ý, vui vẻ trong mọi dự án. Ngoài ra, năng lực quan sát nhạy bén của Tý sẽ giúp cho Mão tìm ra được những phương hướng, cơ hội chuẩn xác để tiến lên. Người quen tuổi Mùi. Trong năm Giáp Thìn hầu như nguồn thu nhập chính của Đương Số không biến động mạnh, do cả các yếu tố khách quan và chủ quan. Nguồn thu nhập phụ có tăng nhưng nó được đánh đổi nhiều mồ hôi, công sức của chính bạn. Xem quý nhân của 12 con giáp năm 2024, đối tác người quen tuổi Mùi là những đối tượng mang lại tác động tích cực nhất đến cho túi tiền của bạn trong năm nay. Họ có thể giới thiệu cho bạn những cơ hội triển vọng, hoặc cùng bạn hoàn thành thắng lợi một mục tiêu chung. Với mối quan hệ tương hợp, hai con giáp này chắc chắn không chỉ hợp tác vui vẻ trong công việc, mà trong cuộc sống thường ngày cũng có thể trở thành những người bạn tốt hết mình vì nhau. Trong mối quan hệ bạn bè, người tuổi Mùi có sự khôn khéo, tuổi Quý Mão lại biết lắng nghe, nên nhìn chung giữa cả hai hiếm khi xảy ra xung đột nào quá nghiêm trọng. Ngoài ra, có rất nhiều chủ đề chung giữa hai con giáp này, cả hai có thể động viên và giúp đỡ nhau rất nhiều, tạo cho tuổi Quý Mão sự tự tin để vượt qua khó khăn trong năm nay. Vào giữa năm 2024, tuổi Quý Mão được dự báo sẽ nhận được sự dìu dắt và chỉ bảo quan trọng của người lớn tuổi. Bên cạnh, đối phương có thể đưa ra những hướng dẫn và hỗ trợ khi Mão cần giúp đỡ. Người tuổi Quý Mão có thể gặp một số thử thách vào năm 2024, nhưng họ cũng sẽ gặp một số cơ hội đáng trân trọng. Điều quan trọng là họ phải kiên nhẫn và lạc quan, đồng thời trân trọng sự giúp đỡ và hỗ trợ của những người xung quanh. Tiếp theo sau đây là tử vi chi tiết và cẩm nang vượng vận từng tuần tháng năm âm lịch của tuổi Quý Mão 1963. Xem tử vi tuần 1, tháng 5 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp nhận thấy, trong tuần đầu tiên của tháng 5 âm này, cô bác tuổi Quý Mão không nên trông chờ quá nhiều vào vận may, vì ảnh hưởng của ngũ quỷ hung tinh đem lại không hề tốt đẹp một chút nào. An phận thủ thường là cách tốt nhất để sống yên ổn trong tuần này. Nhắc nhở với những người đang đi làm, đừng hành động bốc đồng, đừng quá bướng bỉnh và hãy lắng nghe ý kiến của người khác nhiều hơn. Bạn có nhiều ý tưởng cá nhân nhưng thường không đủ tập trung và khó bám sát đến cùng. Tuần này không thích hợp cho những việc như đào ao, lấp giếng, đi xa làm ăn hoặc hợp tác kinh doanh bằng vốn lớn. Về mặt tài lộc, tuần này có thể có tin tốt về tiền lương với nữ mệnh vào đầu tuần, nhưng càng về cuối tuần vận may càng đuối dần. Nam mệnh nên bớt sống nhiệt tình vì bạn bè, hạn chế cho người khác mượn tiền, mượn xe, không mua bán tài sản có giá trị lớn, coi chừng hối hận không kịp. Về các mối quan hệ, bạn nên chú ý đến sự cạnh tranh tiềm ẩn trong các mối quan hệ hiện có. Nếu cảm thấy tình yêu này không có hy vọng thì nên rút lui càng sớm càng tốt. Người có gia đình nên quan tâm đến con cái và cha mẹ già nhiều hơn, đừng vùi đầu vào công việc quá nhiều. Tử vi tuần 2, tháng 5 âm lịch. Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, Quý Mão chịu ảnh hưởng từ hung tinh Thiên Nguyệt, nên rất nhiều ưu tư, muộn phiền và đau đầu, sức khỏe cũng xuống dốc. Tuy nhiên, thời gian đầu tuần có dịch mã cát tinh hỗ trợ, nên con giáp này cũng đỡ vất vả nhiều phần. Nếu muốn làm những việc quan trọng như mua bán đất đai, thay đổi mặt bằng kinh doanh, chuyển việc hoặc tuyển nhân viên mới, bạn nên tiến hành trong nửa đầu tuần. Càng về cuối tuần bạn càng đuối sức, nên rất dễ mất lý trí trong công việc, thường xuyên phạm lỗi sai và có cãi cọ lớn tiếng với khách hàng, đối tác. May mắn là con giáp này ở hiền gặp lành, nên có quý nhân phù trợ làm việc gì cũng suôn sẻ, dễ dàng. Đặc biệt với những ai đang bắt tay vào kinh doanh thì tuần này tha hồ hốt bạc, nhưng về cuối tuần bạn nên lưu tâm đến vấn đề nợ nần, khám chữa bệnh, vì nó sẽ tiêu hao không ít tiền của bạn. Thời gian tới đây, chuyện tình cảm không được như ý, gia đình xuất hiện những dấu hiệu rạn nứt làm cho bạn thực sự đau đầu, con trẻ trong nhà hay ốm vặt do thời tiết khó chịu, người già ốm đau lâu ngày nằm một chỗ khó tính hơn mọi khi, hay cáu gắt với người thân trong nhà do khó chịu. Nhưng may mắn là con cháu vẫn thông cảm và thấu hiểu.
Tử vi tuần 3, tháng 5 âm lịch. Ảnh hưởng của thái tuế hung tinh khiến cô bác tuổi Quý Mão khá lao đao, vất vả khá nhiều trong tuần mới, đầu óc lúc nào cũng suy nghĩ bi quan, không thích đi ra ngoài, ăn nói khó nghe hơn bình thường và thường xuyên gặp phải những chuyện khó hiểu, đương số gặp hung vận khá lớn, công việc không thuận lợi, tinh thần làm việc trở nên sa sút, con giáp này không tìm thấy niềm vui, sự hứng thú trong công việc, thường xuyên trễ hẹn hoặc làm hỏng việc, dù bản thân bạn không cố ý. Những vấn đề tích tụ trong quá khứ trong công việc có khả năng bùng nổ một cách bất ngờ nên hãy cẩn thận. Nếu tài chính của bạn đang ì ạch, bạn nên hạn chế hơn trong việc mua sắm hàng hóa trực tuyến. Đây cũng không phải là thời gian tốt lành cho việc mua bán bất động sản hoặc đầu tư làm ăn lớn. Chắc chắn bạn sẽ thấy mình gặp rất nhiều vấn đề khó chịu liên quan tới tiền bạc trong khoảng thời gian này. Càng sốt ruột thì tiền đến càng chậm. Phụ nữ độc thân nên cẩn thận tránh xa người đã có gia đình khi tiếp xúc với người khác giới. Con giáp này thiếu sự tinh tế, khéo léo trong chuyện tình cảm của mình, luôn muốn nắm thế chủ động, có phần áp đặt nên duyên hơi kém, cần cải thiện để sớm thoát cảnh đơn côi lẻ bóng. Tử vi tuần 4, tháng 5 âm lịch. May mắn là trong tuần cuối cùng của tháng 5 âm này có Bách Việt làm chủ, Quý Mão được quý nhân trợ mệnh, dù vận trình không được tươi sáng cho lắm, nhưng vẫn có thể thấy được tia sáng may mắn khi rơi vào cảnh khốn cùng. Về phần công việc khá thuận lợi, con giáp này thoải mái thể hiện các kế hoạch đã đề ra, không ngại bày tỏ quan điểm của bản thân trước đám đông. Việc mở rộng kết nối xã hội có thể mang lại một số cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Vì vậy, bạn cũng nên chủ động tạo ra hoặc nắm bắt cơ hội giao lưu, tìm thêm mối làm ăn. Tiền tài không quá dồi dào, nhưng tình hình tài chính của con giáp này đã có phần khởi sắc, nên Quý Mão đừng suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt thân. Như nhắc nhở con giáp này, nếu như có người hỏi mượn tiền, nhờ đứng tên trên giấy tờ hoặc mời gọi mua hàng, nhận quà, thì nên từ chối thẳng thừng, coi chừng mắc bẫy kẻ xấu, ra đi một khoản tiền không hề nhỏ. Với người còn độc thân, có thể sẽ cảm thấy buồn vì chuyện tình cảm không được như ý, nhưng thực ra ông trời đang sắp xếp cho bạn đến với người khác, chứ không phải người hiện tại, hãy bình tĩnh. Sức khỏe cũng là điều đáng để lưu tâm, đương số nên tránh xa sông nước, thú dữ trong thời gian này để không bị tổn thương. Vâng, thưa quý vị, lo cho con cái tới tận răng chính là tâm lý chung hầu hết của các bậc làm cha làm mẹ. Dù đã bước qua tuổi xế chiều, can thiệp vào cuộc sống khi chúng có gia đình riêng, khiến nhiều người già đang vô tình trở thành gánh nặng. Con cái bước qua cái tuổi 18, nhiều bậc cha mẹ vẫn không thể yên tâm buông con cái mình ra ngoài xã hội để tự lập. Họ lo cho con mình vấp ngã, lo cho con mình không thể tự lo cho cuộc sống, không thể tự chăm sóc bản thân, chưa đủ kinh nghiệm. Chính vì những nỗi lo ấy, họ cứ luẩn quẩn mãi trong cái vòng quay phục vụ con cái từng miếng ăn giấc ngủ. Đến khi chúng có cuộc sống gia đình riêng vẫn không thể yên tâm chuyện con, chuyện cháu, quên mất đi cuộc sống bản thân và những niềm vui mình cần được hưởng thụ khi về già. Tự lập và bỏ mặc là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hãy để con tự lập khi chúng có thể, hỗ trợ theo khả năng nếu cần, buông thả con cái ra. Một khi chúng đã đủ lông, đủ cánh để bay vào đời, bỏ bớt áp lực cá nhân và cho cả con cháu, chắc chắn bạn sẽ được thoải mái đôi đường để tự lựa chọn con đường tương lai. Có rất nhiều vấn đề phát sinh giữa cha mẹ và con cái đã trưởng thành khi sống chung, dựa vào nhau trong cái chữ hiếu mà rất nhiều bậc phụ huynh gặp phải. Họ bị ràng buộc trong tư tưởng thước đo chữ hiếu đánh giá để có thể hiểu nhau, khi cứ mặc định hiếu là phải ở cùng nhau mới có thể phụng dưỡng, chăm sóc, báo hiếu. Nhiều người trong chúng ta đa phần lấy chữ hiếu của bản thân để áp đặt quan điểm lên người khác. Thực chất, con cái đều sẽ có cuộc sống riêng. Không phải cha mẹ nào cũng muốn được con cái chăm sóc lúc tuổi già. Bất đồng quan điểm, cô đơn, buồn tủi, đời sống của người già cũng có nhiều điều thú vị, chứ không phải chỉ là mấy bức tường bê tông và chờ con cháu tối ngày đi làm, đi học. Các cụ cũng có rất nhiều chuyện muốn giao tiếp với người cùng lứa tuổi, nhưng lại khó nói chuyện với con cháu. Thậm chí, nhiều bậc phụ huynh lo lắng đến việc không đủ thời gian để dành dụm cho những năm tháng về già, áp lực tâm lý về kinh tế phụ thuộc con cái. Phụ thuộc vào chữ hiếu thuận mình nhận được, khi bản thân họ không tự làm chủ hạnh phúc cuộc sống họ đáng được hưởng. Độc lập và tự chủ quyết định lựa chọn nơi mình sẽ an hưởng về già, thay vì chờ đợi tương lai và số mệnh hưởng phúc hiếu từ con cái. Chốn bình yên của người cao tuổi. Với sự phát triển của xã hội và công nghệ thông tin song song, ngày nay, viện dưỡng lão không còn là cái nơi với nỗi ám ảnh nhà tù cha mẹ bị bỏ rơi hay sự bất hạnh về già, mà nó lại chính đang dần trở thành thiên đường nghỉ dưỡng được tìm đến cho những người cao tuổi, nơi họ có thể được chăm sóc cả về mặt y tế, tinh thần và thể chất,
tìm được niềm vui an lạc khi về già, được trò chuyện để giải tỏa các tâm lý của tuổi tác, chia sẻ tâm sự với những người bạn, được hoạt động và chăm sóc sức khỏe mỗi ngày từng bữa ăn, giấc ngủ, vui sống thoải mái, tự do hơn. Quan trọng hơn hết vẫn là cầu nối của công nghệ thông tin áp dụng trong khâu quản lý hầu hết ở các viện dưỡng lão, kết nối giữa cha mẹ và con cái, nên mọi sinh hoạt và chỉ số sức khỏe, niềm vui của cha mẹ, con cái đều có thể dõi theo và thường xuyên thăm hỏi, chia sẻ với cha mẹ mà không lo cô quạnh như trước đây, hay nỗi niềm về già không ai chăm sóc. Chữ hiếu trong việc chăm sóc bố mẹ cần được mở rộng và suy nghĩ hiện đại. Có hiếu không phải là con kia luôn giữ bố mẹ ở bên cạnh mình, hay cha mẹ bắt con kia phải luôn ở bên mình. Dù không có điều kiện chăm sóc tốt, người già sợ nhất cô đơn, nên con kia lựa chọn trung tâm dưỡng lão cũng là cách để báo hiếu cha mẹ. Người già sẽ thấy vui khỏe nếu sống trong cộng đồng với những người cùng lứa tuổi và con cái của họ cũng thấy an tâm khi cha mẹ được chăm sóc chu đáo và tận tâm mỗi ngày. Quý vị thân mến, Minh Đường Tử Vi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Hy vọng rằng với những thông tin mà chương trình vừa chia sẻ sẽ giúp cho quý anh chị và các bạn có cái nhìn tổng quan về vận trình công danh, sự nghiệp của mình trong thời gian sắp tới. Từ đó, quý anh chị có thể lên kế hoạch, hướng đi đúng đắn hơn. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần tư vấn, vui lòng gửi đến chúng tôi bằng cách comment dưới phần bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ giải đáp cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Thay mặt cho những người làm chương trình, xin chúc quý vị có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an.